Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trong ngày hôm nay, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất, những cập nhật nóng hổi nhất về bóng đá mỗi ngày. Và sau đây là những nội dung chính trong ngày hôm nay. Sốt vé trận U22 Việt Nam, U22 Lào tại SEA Games 22. U22 Việt Nam bộ khung tối ưu săn huy chương vàng SEA Games 22. Tuyển U22 Singapore mất ngôi sao ở SEA Games. Huỳnh Như trở lại săn vàng SEA Games. Sốt vé trận U22 Việt Nam, U22 Lào tại SEA Games 22. Theo thông báo mới nhất từ ban tổ chức, vé trận mở màn bảng B giữa U22 Việt Nam và U22 Lào đã được phân phối hết. Không chỉ có bảng A của chủ nhà Campuchia, các trận đấu tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 22, nơi hội tụ của nhiều ứng cử viên vô địch, cũng nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Theo thông báo mới nhất từ ban tổ chức, vé trận mở màn bảng B giữa U22 Việt Nam và U22 Lào đã được phân phối hết chỉ sau ít giờ mở cửa. Theo quy định, mỗi cổ động viên chỉ được đăng ký nhận 2 vé xem qua ứng dụng của ban tổ chức quy định ở môn bóng đá nam năm nay. Tuyển U22 Việt Nam đang có những buổi tập cuối cùng chuẩn bị cho trận giao quân tại SEA Games 32 gặp U22 Lào. Bóng đá Việt Nam hai mùa liên tiếp đăng quang tại SEA Games dưới thời của huấn luyện viên Park Hang-seo. Chính vì vậy, áp lực dành cho huấn luyện viên Philippe Chuzier và các học trò ở giải đấu năm nay là rất lớn. Nếu như huấn luyện viên Park Hang-seo từng có tới 1 năm ở các đợt tập trung ngắn hạn để chuẩn bị cho SEA Games 2019, thì ông Chuzier chỉ có chưa đầy 2 tháng. Đây rõ ràng là một thách thức rất lớn đối với chiến lược gia người Pháp trong bối cảnh U22 Việt Nam không có nhiều ngôi sao như các bậc đàn anh. Bên cạnh đó, kinh nghiệm thi đấu, bản lĩnh trận mạc và sự gắn kết giữa các tuyến của lứa cầu thủ hiện tại cũng có đôi phần hạn chế so với lứa trước. Điều này ít nhiều khiến người hâm mộ lo lắng. Thế nên, nhiệm vụ bảo vệ huy chương vàng SEA Games sẽ là thách thức vô cùng lớn với huấn luyện viên Chuzier. Lực lượng U22 Việt Nam hiện tại đang có 24 cầu thủ chuẩn bị cho SEA Games 32. Tới trước trận giao quân gặp U22 Lào vào ngày 30 tháng 4, ông Chuzier sẽ chính thức công bố danh sách thi đấu gồm 20 cái tên và giữ lại thêm một thủ môn dự phòng. Bộ khung của U22 Việt Nam ở Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 lần này cơ bản là đội hình tham dự Doha Cup 2023 vừa qua tại Qatar. Tại SEA Games 32, U22 Campuchia nằm ở bảng A cùng Indonesia, Myanmar, Philippines và Timor-Leste. Trong khi đó ở bảng B hội tụ nhiều ứng cử viên vô địch bao gồm U22 Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Singapore và Lào. Bảng A thi đấu tại sân Olympic có sức chứa khoảng 70.000 chỗ ngồi, trong khi bảng B của U22 Việt Nam thi đấu trên sân vận động Prince có sức chứa khoảng 15.000 chỗ ngồi. U22 Việt Nam bộ khung tối ưu săn huy chương vàng SEA Games 32. Huấn luyện viên Philippe Chuzier về cơ bản có trong tay đội hình ưng ý nhất và chuẩn bị sẵn nhiều phương án cho từng trận đấu tại SEA Games 32. Sau Doha Cup 2023, huấn luyện viên Philippe Chuzier thực tế đã lựa chọn được bộ khung nhân sự của U22 Việt Nam. Việc chiến lược gia người Pháp triệu tập thêm một số gương mặt trẻ trong đợt tập huấn tại Bà Rịa Vũng Tàu chỉ là thử nghiệm và lên phương án dự phòng. Với lịch thi đấu khắc nghiệt như SEA Games 32, 6 trận trong 17 ngày, nếu vào chung kết, ông Chuzier cần 20 cầu thủ không chỉ đạt phong độ, có tính thiện chiến mà cần phải đa năng. Việc lựa chọn nhân sự của ông thầy người Pháp cũng phục vụ cho mục đích xoay tua cầu thủ. Những cầu thủ dự bị có đủ năng lực được sử dụng ở trận đấu không quá căng thẳng hoặc khi có kết quả an toàn, ngã ngũ. Dù U22 Việt Nam đã để lại nhiều sự hoài nghi sau màn chạy đà khá tệ vừa qua, đá 6 trận đấu thì 5 trận trong đó là thua, nhưng đó không phải là vấn đề đáng lo ngại. Ngược lại, huấn luyện viên Philippe Chuzier và các học trò biết ông cần gì, thiếu và yếu chỗ nào. Với những gì quan sát, kiểm tra và thử nghiệm, thuyền trưởng U22 Việt Nam đặt niềm tin vào thủ môn Quan Văn Chuẩn trong khung gỗ, còn người nhện dự bị là Văn Bình. Ở hàng hậu vệ, Duy Cương, Tuấn Tài và Quang Thịnh gần như chắc suất bởi đây là những cầu thủ không chỉ là trụ cột mà còn chơi rất đa năng. Hai cầu thủ còn lại là Tiến Long và Tuấn Dương cũng đều được đánh giá cao. Trên hàng tiền vệ, Huỳnh Công Đến là sự lựa chọn số 1 của nhà cầm quân người Pháp tại SEA Games 32. Cầu thủ này từng tham dự SEA Games 31 nên rất có kinh nghiệm. Điều quan trọng, Huỳnh Công Đến luôn được huấn luyện viên Philippe Chuzier tin tưởng đá chính trong cả 3 trận đấu tại Doha Cup. Tại SEA Games 32, huấn luyện viên Philippe Chuzier chỉ cần thêm người chơi ăn ý với Huỳnh Công Đến ở vị trí trung tâm, có thể là Đức Hoàng, Nhật Nam, Xuân Tiến hay phát hiện mới Thái Sơn của Thanh Hóa. Ở hai bên, Minh Trọng và Văn Đô nằm trong kế hoạch sử dụng của ông Chuzier. Văn Đô ghi được 2 bàn cho câu lạc bộ Công an Hà Nội tại V-League, là người mở tỷ số trong trận đấu giao hữu với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, trận đấu thua 2-3, cho thấy phong độ ổn định trước thềm SEA Games. Trên hàng tiền đạo, trên cao nhất có thể là Văn Trường hoặc Văn Tùng, đá phía dưới là Thanh Nhàn, Văn Khang hay gương mặt trẻ Bùi Vĩ Hào. Huấn luyện viên Philippe Chuzier còn phải loại thêm 4 cầu thủ nữa trên trận đấu giao quân gặp Lào. Những cầu thủ có tên trong danh sách cuối cùng dự SEA Games được kỳ vọng đảm bảo được sự ổn định, bởi họ chính là những người tối ưu nhất cho phép tính của ông thầy người Pháp. Tuyển U22 Singapore mất ngôi sao ở SEA Games 32. Đội bóng trẻ tới từ quốc gia sư tử thiếu vắng tiền đạo trụ cột ở SEA Games vì vấn đề sức khỏe. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển U22 Singapore Philip Auf mới đây đã công bố danh sách 20 cầu thủ cho kỳ SEA Games 32 tại Campuchia. Trong danh sách này, đáng chú ý có Jordan Emavihui, đội trưởng Hart Stewart và tiền đạo Abdul Raskan của Lion City Sailor, người đã ghi 5 bàn sau 8 trận tại giải ngoại hạng Singapore đang diễn ra. Tuy vậy, đội bóng trẻ tới từ quốc gia sư tử thiếu vắng tiền đạo Ihan Fandi vì chấn thương. Theo giới chuyên môn, sự thiếu vắng này sẽ khiến sức tấn công của U22 Singapore sẽ yếu đi đáng kể ở SEA Games năm nay.
Trong danh sách này, Jordan Emavigui là cái tên rất đáng chú ý với chiều cao khủng lên tới 1m95 và có thể đá tốt ở tiền đạo cũng như trung vệ khi cần thiết. Huấn luyện viên trưởng Philip Arp cho biết, quan trọng nhất, họ cũng đã được lựa chọn dựa trên chiến thuật và kế hoạch thi đấu của chúng tôi. Tôi biết họ sẽ thi đấu với tinh thần chiến đấu và thái độ tuyệt vời. Tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32, U22 Singapore nằm ở bảng B khá khó cùng với Lào, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam. Đội bóng này chưa từng vô địch SEA Games. Thành tích tốt nhất của đội bóng này tại Đại hội Thể thao là huy chương bạc vào các năm 1983, 1985 và 1989. Theo dự kiến, U22 Singapore sẽ khởi hành đến Phnom Penh, Campuchia vào ngày hôm nay 28 tháng 4 trước khi đá trận ra quân bảng B gặp U22 Thái Lan vào ngày 30 tháng 4. Sau đó, U22 Singapore sẽ lần lượt đối đầu với U22 Việt Nam, U22 Lào và U22 Malaysia. Huỳnh Như trở lại săn vàng SEA Games. Tiền đạo số 1 của đội tuyển nữ Việt Nam đã trở về thành phố Hồ Chí Minh từ đội bóng Bồ Đào Nha để góp mặt cùng đồng đội sang Campuchia chinh phục đỉnh cao SEA Games lần thứ 4 liên tiếp. Tại đấu trường SEA Games, nếu như Thái Lan thống trị môn bóng đá nam với 9 ngôi sao vô địch ở mọi cấp độ đội tuyển, thì các cô gái Việt Nam cũng làm chùm Đông Nam Á với 7 lần đăng quang. Đáng chú ý, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã giành huy chương vàng 3 mùa liên tiếp và tràn trề cơ hội phá kỷ lục của chính mình tại Campuchia. Đội tuyển nữ Việt Nam là một trong hai đại diện Đông Nam Á cùng với Philippines sẽ góp mặt ở vòng chung kết World Cup 2023 vào tháng 7, nên cuộc chơi SEA Games sắp tới là bước chạy đà tốt để duy trì sức ảnh hưởng của mình. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung có nhiều thuận lợi hơn so với đối thủ khác khi liên tục đá giải, như vừa thắng đội tuyển nữ Nepal với tổng tỷ số 7-1 để giành vé chơi vòng loại thứ hai Olympic Paris và đang tập huấn ở Nhật Bản cho chiến dịch săn vàng SEA Games 32. Ba trận đấu giao hữu với các đối thủ chất lượng ở Nhật, học trò của ông Chung đã thắng trường đại học thể dục thể thao Biwako Seikei 4-0, thua câu lạc bộ Serozo Osaka 0-2, hòa trường đại học thể dục thể thao Osaka 0-0. Đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục tập luyện tại trung tâm huấn luyện Jay Green tại Osaka cho đến ngày 30 tháng 4 sẽ đáp chuyến bay về quá cảnh ở thành phố Hồ Chí Minh 2 tiếng trước khi sang Campuchia giữ ngôi vô địch. Các cô gái đội tuyển Việt Nam sẽ gặp lại đội trưởng Huỳnh Như ở sân bay Tân Sơn Nhất và cùng di chuyển đến thủ đô Phnom Penh. Chia sẻ về hành trình SEA Games 32, chân sút quê Trà Vinh cho biết: "Mục tiêu của Huỳnh Như là cùng toàn đội bảo vệ huy chương vàng tại Campuchia. Thời gian qua, tôi vẫn tập luyện và thi đấu hàng tuần ở giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha. Khi về nước, dù thời gian khá ngắn, nhưng Huỳnh Như vẫn duy trì thể lực và sẵn sàng góp mặt với chị em chinh phục SEA Games 32. Huỳnh Như, 32 tuổi, đã ghi 7 bàn cho câu lạc bộ Lang FC cùng nhiều pha kiến tạo đẹp mắt cho đồng đội. Cô cũng là tác giả bàn thắng duy nhất giúp đội tuyển nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan tại SEA Games 31. Mùa này, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung có thể gặp nhiều khó khăn hơn để bảo vệ ngôi hậu tại Campuchia, khi ngoài Thái Lan còn có đội tuyển nữ Philippines phát triển nhanh chóng từ lực lượng ngoại binh Mỹ nhập tịch. Thủ môn kỳ cựu Kim Thanh cho biết, ở vòng đấu bảng SEA Games, chúng tôi sẽ gặp đội tuyển nữ Philippines giỏi chơi không chiến và thường sử dụng thứ vũ khí lợi hại này. Ngoài ra, Thái Lan cũng là một đối thủ cần chú ý với nhiều cầu thủ cao to cũng hay chơi bóng bổng và đánh trung lộ. Nhưng mục tiêu duy nhất của chúng tôi là bảo vệ chiếc vô địch SEA Games. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gút danh sách 20 cầu thủ cho SEA Games 32 với nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm như Thùy Trang, Huỳnh Như, Tuyết Dung, Bích Thùy, thủ môn Kim Thanh, Hải Yến và Thanh Nhã. Bản tin bóng đá của chúng tôi đến đây là kết thúc. Các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để ủng hộ chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.